nửa đêm bao sâu. Đêm phương Nam nằm nghe, nằm nghe phố hương. Từ thuở hồng ngựa qua bên sông, nghiêng nghiêng mái trèo dưới bóng cây ngô đồng có phần đất dưới chân. Của thí sinh Lê Quang Huy, mã số 08, một ca khúc rất là quen thuộc, Ngựa Ô Thương Nhớ của nhạc sĩ Trần Tiến. Và bây giờ xin mời phần nhận xét đánh giá của ban giám khảo. Xin chào em. Dạ, em xin chào chị ạ. Với phần biểu diễn này của em thì chắc có lẽ chị thì khẳng định một câu đầu tiên, chị đã cảm nhận về em rằng em đã muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mọi người hãy nhìn đây, tôi là Quang Huy,
và em đã làm được điều đó trong buổi tối ngày hôm nay rất đậm nét. Một phong cách rất hết mình trên sân khấu, dù cho em hát dòng nhạc nào và em hát bài của ca sĩ nổi tiếng nào đi chăng nữa, điều đó là một điều vô cùng quý. Chỉ có điều rằng, đương nhiên trong cái sự hết mình đó, là một người nghệ sĩ sân khấu mình phải có sự kiểm soát tất cả mọi cái hành động, từ phong cách biểu diễn cho đến giọng hát. Tuy giọng hát ngày hôm nay rất là khỏe khoắn, đầy nội lực, nhưng có một số đoạn nhịp còn hơi chệch choạc, và đặc biệt là đoạn ad-lib đầu, nó phải có lẽ là đúng sắc thái bài hát hơn nữa. Có một số đoạn nó hơi mềm mại quá, nhưng mà chị vẫn rất là thích phần biểu diễn của em ngày hôm nay, và chị hy vọng rằng em sẽ còn tiến xa với phong cách biểu diễn cháy hết mình như ngày hôm nay. Xin chúc mừng em. Xin được chúc mừng Quang Huy. Chị thấy là Huy rất là hợp với dòng nhạc gọi là kết hợp giữa dân gian và nhạc đương đại. Chỉ có là hôm nay chị nghĩ rằng nếu chị là Huy, chị sẽ chọn một bài hát vẫn đầy khát khao như vậy, đầy cái ước mơ và mang cái chất dân gian, nhưng sẽ tìm những bài hát mới để thử thách. Vì chị nghĩ rằng cái tuổi trẻ, cái điều thích nhất của tuổi trẻ đó là vượt qua những cái thử thách. Mặc dù là hôm nay em đã vượt qua thử thách đêm hôm nay, nhưng lần sau thì phải vượt qua cái thử thách lớn hơn nữa. Xin chúc mừng em. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Xin cảm ơn những nhận xét của ban giám khảo. Và quý vị ơi, nếu như chúng ta yêu thích phần trình diễn rất sôi động vừa rồi của Lê Quang Huy thì hãy nhắn tin bình chọn cho bạn ấy bằng cách soạn tin nhắn THTH khoảng cách 08 và gửi đến tổng đài 8483. Còn bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh tiếp theo.